Đánh xuống sâu lắm. Dạ. Chắc thì cứ lập thoải mái. Ba tên ạ, hai người sinh đôi nhá. Hình như là cái xây tất bằng đá ông nhá. Anh em nhá. Không phải là thằng con trai đâu cậu ạ. Chủ nhà. Chủ nhà mình dựng để xây tất bằng đá ông. Đấy, cái yến cái oanh. Hôm nay mình mới dựng khòm hòm cái khung cái nhà gỗ vụ này này. Dỡ từ hơn tháng trước nay mới bắt đầu dựng lại. Lấy cái hải đó. Bắt đầu dựng cái khung này. Ảnh ra là gốc ra giờ bắt đầu dựng lại khung này. Bán điểm gốc ra mình có bảo ăn đi. Nhà gỗ vụ này. Đục rất đẹp luôn. Đục rất đẹp luôn. Lại bằng tuổi nghĩa cơ. Mình đã cập nhật những video hoàn thiện lên để cho anh em xem. Bình ba. Nó phải để chơi cùng ý nghĩa, cùng ý nghĩa thì bình ba mà. Bình ba. Nha. Cái thiền tiến thì bằng tuổi mình thì như đúng hẳn không bảy ba đấy, tại vì là bọn cùng với bọn nghĩa thì nghĩa bảy ba, cái hẳn bảy ba duyên thì bảy một không phải lấy cái hải lấy em của cái hải cơ, em của cái hải thôi, em của thằng tiến cơ, đúng rồi em của tiến cơ, chị thằng sơn. Thế thì đúng rồi, cái hải người ấy đáng yên mà khánh ở cái hải người ấy đáng yên. Dạ. Giờ mới dựng hoàn thiện đây. Đấy, xong mới đến kia thằng Nam Gian. Thằng Sơn nút này. Rồi, giờ mình nghĩ ra con bé ấy một số nhất nhà. Đấy con bé. Số nhất nhà. Bây giờ trông một béo. Giờ thì chẳng như là chợ. Chợ đi học ngoài. Dựng nhà Nam Gian ở đây. Cái hương gì đấy ở trong khu về quê ngoại. Bà ở trong khu. Giờ mình đang chuẩn bị dựng anh ạ. Dựng sắp xong rồi chuẩn bị mình quay tàu mình lợp đắp ở nóc đưa ra lợp nhà gỗ vụ Nam Gian hai thỏ ba thụt đây là hai cái buồng thỏ hai thỏ ba thụt thế chú đi hỏi xem có đội nào chuyển ngói được không thì mình liên hệ đi. Kích thước thế nào kiểm tra lại kích thước chưa 43 chuẩn rồi đúng không? Từ đây sau này mình đây đang dựng thêm một cái nhà ngang nữa ở đây. Ừ. Cột đây này. Cột đứng tận đấy luôn đúng không? Cái ấy đấy, cái gót kia của mình. Ừ. Cột đấy phải vào đây. Đây đi con muỗi ông cha này thôi ạ. Cha mùa. Cột hiên của mình nằm đây này. Từ đây đến kia trong khoảng 27. Anh Thành cầm tầm cầm thước này. Đấy của mình là đi ở đấy trong 80 đấy. 70 đấy, 7 hay 80. Cái 7 gì? Ừ. Cái 7 thì ông ấy thì 80 thì nạp cái chó đi. Gọi cho 80. Ừ. Cảm ơn nhiều nhé. Anh thường đi. Nhà của cụ đây. Nằm ra. Bao nhiêu? Còn 3m2. Ông vào đây hỗ trợ 3m2. 3m2 thì kia của mình 2m7 vậy này. Đấy còn khoảng 7 cái này đi chứ. Còn 50 nữa, khoảng 7 thôi, ở đằng sau còn có 50. Xây tất bằng tường đá ong luôn nhé, mọi người nhé. Xây tất tường đá ong luôn. Tuần nữa hoàn thiện thì lại quay một video nữa cho anh em hình dung cho nó dễ. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Đăng ký kênh thì những cái video nào đăng lên mới nhất hiện lên thông báo. Đó, anh em nhớ, cảm ơn anh em. Nhờ anh em đăng ký kênh cho để có những cái thông báo mới nhất thì hiện lên thông báo. Anh em theo dõi về nhà cửa, các thứ, nhà cổ. Rất đẹp luôn.